thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món bim bim khoai tây vị tảo biển các bạn nhé. Món này thì ăn rất là ngon, và trước kia thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn làm món bim bim rồi, như khoai tây rồi, nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn thêm một clip nữa. Vị tảo biển cực kỳ ngon các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện nhé. Khoai tây sau khi mua về thì các bạn cạo sạch vỏ, và chúng ta sẽ ngâm trong nước muối loãng 30 phút. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một chậu nước muối loãng rồi. Thì các bạn sau khi gọt xong thì các bạn sẽ cho luôn vào cái chậu nước này. Và chúng ta làm tiếp tục nhé. Để làm bim bim khoai tây này được ngon thì cái thời gian mà các bạn ngâm nước muối rất là quan trọng. Cho nên là các bạn hãy làm đủ thời gian nhé. Các bạn ngâm từ 20 đến 30 phút. Nhưng mà sau nhiều lần mình làm rồi thì ngâm trong vòng 30 phút thì nó sẽ là ngon nhất. Để bởi vì nó lấy được đi một số tinh bột ở trong này rồi, thì các bạn sẽ khoai của chúng ta khi mà chiên thì sẽ không bị cháy. Bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng nạo để các bạn làm cho miếng khoai của chúng ta thật là mỏng, những miếng khoai mỏng thôi. Các bạn lưu ý là càng mỏng thì đến lúc chúng ta chiên khoai sẽ càng giòn, ăn càng ngon các bạn ạ. Sau khi khoai ngâm được 30 phút thì các bạn sẽ thấy nước của chúng ta đã bị đục đi rất là nhiều. Đó là những cái bột, tinh bột ở trong khoai này nó đã ra khá là nhiều rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần vớt ra để ráo nước rồi các bạn chiên nhé. Sau khi khoai của chúng ta đã ráo nước rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi chiên các bạn nhé. Khi chiên này thì các bạn không nên chiên nhiều quá, các bạn chiên từng chút một thôi thì nó sẽ không bị cháy, là đảm bảo là khoai của chúng ta sẽ giòn luôn. Một số bạn lần trước có hỏi mình là tại sao mà chiên nhiều rồi mà khoai vẫn bị mềm. Thì khoai mềm là do thứ nhất là các bạn chiên hơi ít dầu, hoặc là do cái miếng khoai của các bạn quá là dày. Và một điều nữa là các bạn chiên quá nhiều thì nó sẽ không bị giòn được các bạn ạ. Và bây giờ mình chỉ cần chờ cho khoai vàng là chúng ta có thể vớt ra được các bạn nhé. Nhưng mà chúng ta chiên thì các bạn sẽ chiên ở lửa vừa. Nếu như các bạn chiên ở lửa quá to thì miếng khoai của chúng ta nhanh bị cháy. Các bạn chỉ chiên ở lửa vừa thôi nhé. Khi chiên các bạn thấy miếng khoai vàng như thế này thì các bạn sẽ vớt ra nhé. Các bạn thấy nó vàng và giòn thì các bạn sẽ vớt ra. Còn miếng nào mà các bạn cảm thấy nó chưa vàng thì đừng vớt ra vội nhé. Thì các bạn cứ tiếp tục cho gối vào, miếng nào vàng thì chúng ta lại vớt ra. Đảm bảo là miếng khoai của chúng ta mỏng và vẫn đủ chỗ để cho khoai nó thể
có chỗ để các bạn nhé. Khi chiên thì các bạn nhớ là các bạn phải đảo đều tay nhé, thì miếng bi bi của chúng ta sẽ chín vàng hơn. Cái thời gian mà các bạn chiên thì chỉ khoảng tầm từ 3 đến 5 phút. 3 phút thôi các bạn ạ, là bi bi của chúng ta đã chín rồi và giòn rồi. Và đây, sau khi vớt ra thì các bạn lên để nó bim bim vào một cái dây, hoặc là các bạn có thể để vào giấy thấm dầu. Tuy nhiên là hôm nay là mình hết giấy thấm dầu cho nên là mình đã phải để vào cái dây như thế này, để nếu như còn mỡ nó dính vào khoai thì mỡ sẽ chảy ra ngoài các bạn nhé. Các bạn thấy không, khoai của chúng ta rất là nhanh vàng. Bây giờ mình sẽ gắp nó ra. Khoai sau khi mà các bạn chiên xong thì mình sẽ cho 1/2 độ khoai này vào và mình sẽ lắc phô mai. Các bạn sẽ cho bột phô mai vào để chúng ta lắc phô mai nhé, thì chúng ta sẽ có bim bim khoai tây vị phô mai. Cứ sắc thoải mái, không phải lo là bim bim của chúng ta sẽ gãy, bởi vì khi chiên lên giòn nó rất là giòn. Và mình sẽ bày ra đĩa như thế này thì mình sẽ được bim bim vị phô mai. Và bây giờ mình sẽ cho tiếp lửa còn lại vào để mình lắc với cả phô mai và tảo biển các bạn nhé. Vị này mới ăn ngon lắm các bạn ạ, rất thơm. Hôm trước thì sinh nhật con gái nên mình có làm món này, và hôm nay thì làm lại để giới thiệu cho các bạn. Nếu như các bạn muốn ăn nhiều thì các bạn có thể cho nhiều phô mai, sau đó thì các bạn sẽ biển vào để chúng ta lắc. Như vậy là mình đã làm xong hai vị các bạn ạ. Một vị là bim bim khoai tây lắc tảo biển và phô mai, một vị là bim bim khoai tây phô mai. Thì ở đây mình có để cả hai loại để mình ăn thử nhá. Giòn quá các bạn ạ. Và nếu như trường hợp mà các bạn muốn làm nhiều thì các bạn sẽ cho vào túi bóng và mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhé. Nếu như các bạn làm nhiều mà không ăn hết thì các bạn sẽ sử dụng những cái túi bóng như thế này. Và chúng ta sẽ cho vào. Mình có thể cho hai loại này vào lẫn với nhau, ăn vẫn ngon các bạn ạ, ngon lắm. Sau đó thì các bạn sẽ buộc kín lại và để vào ngăn mát tủ lạnh, hoặc là các bạn để ở ngoài ngày hôm sau ăn vẫn giòn, vẫn bình thường các bạn nhé. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công món bim bim khoai tây này. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ ra để cho bạn xui nhà mình ăn thử cái món này, bạn rất là thích. Trong khi mẹ làm thì đã nhúc rất là nhiều
khoai rồi. Và bây giờ thì chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé.